Tiến Dũng bật khóc khi được hỏi về những lời bình luận ác ý. Thưa quý vị và các bạn, trong một buổi giao lưu trực tuyến, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã rơi nước mắt và cảm thấy bị tổn thương khi được hỏi về những lời bình luận tiêu cực. Tối Chủ nhật tuần trước, Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi bất ngờ trình diễn catwalk tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Sự xuất hiện của thủ môn quốc dân khiến khán giả tán thưởng, nhưng cũng có rất nhiều phản ứng trái chiều phán xét Bùi Tiến Dũng. Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng nhận được những bình luận tiêu cực như thế. Kể từ ngày nổi tiếng sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhiều khán giả không chỉ phán xét Tiến Dũng mà còn chỉ trích những người thân của anh, đặc biệt là bố mẹ. Điều này đã khiến Bùi Tiến Dũng cảm thấy thất vọng. Nhiều người rất nặng nề, nếu có nói hãy nói trực tiếp đến tôi, đừng xúc phạm đến những người thân của tôi cảm thấy bị tổn thương. Bùi Tiến Dũng rơi nước mắt khi nhắc đến những bình luận ác ý trên mạng trong buổi giao lưu trực tuyến trên OnSpot. Sau những lần lùm xùm trên mạng xã hội, bố mẹ bảo tôi đừng lo lắng, tôi không muốn làm gì khiến bố mẹ phải buồn, gia đình động viên hãy cứ là bản thân mình, cứ làm những gì mình thích. Bùi Tiến Dũng chia sẻ, được thử sức trên sàn diễn thời trang là một trải nghiệm mà anh thích và muốn thử. Dù vậy, thủ môn 20 tuổi thừa nhận còn lúng túng và chưa quen với sàn catwalk cho lắm. Tôi thích trải nghiệm ấy dù biết rằng sau đó sẽ nhận những phản ứng trái chiều, Bùi Tiến Dũng nói thêm. Mọi người trong câu lạc bộ cũng động viên tôi không nên để ý tới ý kiến của người khác. Nếu tôi thực sự thích, vì hoạt động lần này nằm trong thời gian nghỉ của tôi, chứ không phải là bỏ thi đấu tập luyện để tham dự. Bùi Tiến Dũng cũng đã dự bị 3 trận ở câu lạc bộ Thanh Hóa kể từ khi huấn luyện viên Mihai rời câu lạc bộ xứ Thanh. Từng là ngôi sao của U23 Việt Nam tại kỳ tích Thường Châu, Bùi Tiến Dũng được mong đợi rất nhiều và cũng nhận nhiều áp lực. Thế nên việc ngồi dự bị và sau đó xuất hiện ở showbiz khiến anh bị phán xét. Tuy vậy, thủ thành 20 tuổi chia sẻ anh vẫn nỗ lực tập luyện cả trên sân và trong phòng gym để có thể giành lại vị trí chính thức. Mỗi huấn luyện viên có triết lý riêng nên sẽ lựa chọn những cầu thủ phù hợp với điều đó. Tôi hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của huấn luyện viên, Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảng thời gian không được bắt chính vừa qua. Mục tiêu lúc này của tôi là sẽ chứng minh được khả năng và có cơ hội bắt chính cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Câu lạc bộ Thanh Hóa không buông xuôi sẽ cho Tiến Dũng bắt chính. Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng của câu lạc bộ Thanh Hóa tại AFC Cup, trợ lý Nguyễn Chí Công đã có những chia sẻ về các vấn đề mà đội bóng xứ Thanh gặp phải trong thời gian gần đây. Vào lúc 18 giờ ngày mai, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ bước trận đấu. Vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 4, câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ có trận đấu với đối thủ Yangon. Trong lần đầu tham gia AFC Cup 2018, câu lạc bộ Thanh Hóa không có kết quả tốt khi chỉ thắng được một trận, hòa 2 trận và để thua 2 trận, có được 5 điểm đứng ở thứ 3 bảng G và chắc chắn bị loại. Dù chỉ là một trận đấu thủ tục nhưng trợ lý Nguyễn Chí Công cho biết câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn sẽ vào sân với đội hình mạnh nhất có thể và cố gắng giành trọn 3 điểm trước khi chia tay giải đấu. Như các bạn đã thấy, hôm nay đội trưởng Omar cũng xuất hiện trong phòng họp báo này. Điều này thể hiện quyết tâm lớn của ban huấn luyện Thanh Hóa. Chúng tôi không coi đây là một trận đấu thủ tục, không thể chỉ vì bị loại mà các cầu thủ được phép buông xuôi. Giống như tất cả các trận đấu khác, chúng tôi hướng đến mục tiêu giành 3 điểm. Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cổ động viên và đội bóng xứ Thanh đang có rất nhiều vấn đề. Số lượng khán giả đến sân liên tục sụt giảm qua từng trận đấu. Thậm chí, đội phó Mai Tiến Thành còn có một cuộc cãi vã với cổ động viên nhà ngay trên sân cỏ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Công cho biết, ở vòng 6, chúng tôi gặp xổ số Kiến Thiết Cần Thơ trên sân nhà. Nếu xét về mặt truyền thông thì việc cổ động viên Thanh Hóa không đến xem Cần Thơ là chuyện bình thường. Trong thời gian gần đây, đội bóng không có kết quả tốt. Việc khán giả phản ứng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà tôi nghĩ đội bóng nào cũng sẽ gặp phải khi thi đấu nhiều. Trong tháng 3 và tháng 4, câu lạc bộ Thanh Hóa phải đấu 13-14 trận với mật độ rất dày, các cầu thủ khó lòng đảm bảo thể lực để chơi tốt mọi trận đấu. Hơn nữa, như các bạn đã biết, câu lạc bộ Thanh Hóa có rất nhiều biến động về mặt nhân sự ở đầu mùa giải. Có nhiều cầu thủ mới khiến đội bóng thi đấu không thực sự gắn kết.
Tôi mong người hâm mộ sẽ thông cảm và động viên để cả đội làm tốt hơn. Trong buổi họp báo, cũng có khá nhiều câu hỏi về việc Bùi Tiến Dũng tham gia quá nhiều sự kiện. Tuy nhiên, trợ lý Nguyễn Chí Công đã từ chối đưa ra bình luận, đồng thời khẳng định cơ hội ra sân của Tiến Dũng không hề bị ảnh hưởng. Việc Bùi Tiến Dũng tham gia các sự kiện không liên quan gì đến trận đấu, vì thế tôi xin phép không trả lời. Về việc Tiến Dũng bắt chính hay không thì còn phải chờ quyết định của huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi vẫn còn một buổi tập vào chiều nay, thông thường câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ công bố đội hình chính thức trước trận đấu khoảng 2 tiếng. Mọi cầu thủ kể cả Tiến Dũng đều có cơ hội ra sân. Bùi Tiến Dũng cứ xài bước và kiếm tiền đi, đừng ngại. Chàng thủ môn điển trai của U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng dù đang rơi cảnh dự bị, nhưng một lần nữa hút mọi sự chú ý của dư luận bởi một cuộc lấn sân đầy bất ngờ, xài bước trên sàn diễn thời trang tại tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018. Bùi Tiến Dũng làm người mẫu, không chỉ vậy anh còn xuất hiện ở vị trí vedette trong đêm diễn cuối của tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế Xuân Hè 2018. Nói thế để thấy người hùng của U23 Việt Nam rất oai, bởi không phải ai cũng có thể một lần chạm đến vai trò ấy. Sự xuất hiện của Dũng tạo nên một sự thích thú nói chung nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt những ai quan tâm đến bóng đá và chỉ muốn thấy chàng hot boy này toàn tâm toàn ý cho bóng tròn. Chưa kể, tình cảnh của Bùi Tiến Dũng ở câu lạc bộ Thanh Hóa lúc này phải ngồi ghế dự bị. Nói cách khác, từ sau khi cùng các đồng đội U23 Việt Nam gây tiếng vang lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chưa một lần sáng rực lại như thế. Dù đó là tình cảnh chung của những người hùng, những học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo từ lúc rời Thường Châu trở về, nhưng Tiến Dũng vẫn cứ được điểm danh nhiều hơn cả. Đó là bởi Dũng nhận được sự yêu mến tăng lên theo cấp số nhân nhiều hơn bất cứ đồng đội nào, với lượng người theo dõi trên trang cá nhân lớn chưa từng có dành cho một tuyển thủ Việt Nam, gần 2,8 triệu. Thế nên, đã có những quan điểm cho rằng điều quan trọng nhất với Dũng vào lúc này là chuyên tâm vào bóng đá, lo tập luyện, phấn đấu kiếm, xuất đá chính để bay lượn khẳng định được cầu môn, hay vì khoác lên bộ cánh đẹp và bước đi còn phần thiếu tự tin. Nhưng chúng ta hãy công bằng với Bùi Tiến Dũng và đừng vô tình hay cố ý bắt người gác đền sinh năm 1997 này gánh thêm những áp lực. Dũng đúng hiện thời ghế dự bị của câu lạc bộ Thanh Hóa, tuy nhiên đó chẳng phải vì anh sa sút mà đơn giản mọi thứ vốn vậy. Như cả mùa trước, anh chàng sắm vai trò số 3 sau đàn anh Thanh Thắng, Bửu Ngọc. Giải U23 châu Á đã một bước đưa Tiến Dũng bay cao và ai cũng phải nhìn nhận rằng để biến sự xuất thần ấy thành tài sản lâu dài, anh cần thời gian để thực hiện. Vậy hãy cho Bùi Tiến Dũng thời gian, nhịp thở và cả sự thoải mái để anh làm điều đó. Đừng nghĩ và cũng đừng đòi hỏi hay bắt Dũng để đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người. Anh phải kham khổ và chỉ nhất nhất quanh trái bóng tròn. Hãy cứ để Bùi Tiến Dũng làm điều mình muốn, mình thích, lựa chọn những gì mà anh cho là tốt nhất. Không ai khác, chính Dũng là người chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Anh đã từng vượt khó làm tất cả để được đến với bóng đá thì không dễ gì quăng quật đi ước mơ của mình. Với việc có người làm đại diện, những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hướng đến sự nghiệp, đó là điều đáng mừng. Việc thủ môn U23 Việt Nam xuất hiện làm vedette cho show diễn thời trang tối qua chính là giá trị hình ảnh của Bùi Tiến Dũng có được nhờ bóng đá và vẻ điển trai của mình. Trên thế giới, Messi và Ronaldo chính là hai siêu sao sân cỏ nắm bản quyền hình ảnh giàu có hơn cả, và nó là vấn đề chính trong thương thảo hợp đồng với Barca, Real Madrid bên cạnh chuyện lương bổng. Kiếm tiền siêu lợi hại từ giá trị hình ảnh của mình, bận rộn với các hợp đồng quảng cáo di chuyển, Messi, Ronaldo vẫn chơi hay không ai đuổi kịp, chia nhau vị trí nhất nhì suốt bao năm qua. Thế nên, đừng lo Bùi Tiến Dũng của chúng ta mãi diễn thời trang hay đi dự sự kiện, chụp hình ảnh mà đánh mất mình trên sân cỏ. Hai điều này tách biệt và nó không phải là lý do để cầu thủ sa sút. Còn nếu theo thời gian, chàng thủ thành U23 Việt Nam không bay cao xa như kỳ vọng, nổi bật ở bên ngoài sân cỏ hơn, thì đó là bởi vì anh lựa chọn thế và thực lực cũng chỉ có thế. Tiến Dũng nói gì khi học trò diễn catwalk? Tiến Dũng chưa có phong độ tốt nhất. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải chê bai Xuân Trường, Minh Phương, Huỳnh Đức nhận bằng tốt nghiệp AFC Pro
là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23 tháng 4. Tiến Dũng chưa có phong độ tốt nhất. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, việc Tiến Dũng đi đóng quảng cáo nhiều là một trong số nguyên nhân khiến anh không có phong độ tốt nhất. Bùi Tiến Dũng có xin phép lãnh đạo đội bóng và ban huấn luyện để đi diễn thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 22 tháng 4. Đúng là câu lạc bộ đang gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn này, nhưng do hợp đồng quảng cáo của Tiến Dũng được ký từ trước nên lãnh đạo chấp thuận để cậu ấy đi diễn. Việc Tiến Dũng ngồi dự bị thời gian qua ở câu lạc bộ Thanh Hóa và mất suất bắt chính vào tay Thanh Thắng là do không đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất. Ở câu lạc bộ, Tiến Dũng không có nhiều thời gian tập luyện vì phải đi thực hiện các hợp đồng quảng cáo quá nhiều. Sắp tới chúng tôi cố gắng có biện pháp để Tiến Dũng tập trung vào chuyên môn của mình hơn để lấy lại phong độ. Sau chiến thắng 2-0 Hoàng Anh Gia Lai trước SHB Đà Nẵng tại vòng 6, cựu huấn luyện viên Lê Thụy Hải bất ngờ lên tiếng chê bai thậm tệ Xuân Trường. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tuyên Quang, cựu huấn luyện viên của Bình Dương chỉ cho ở mức trung bình. Nếu xét ở Hoàng Anh Gia Lai thì Trường nổi bật, chơi tạm được chứ chưa tốt, chưa xuất sắc vì cậu ấy chưa thể dẫn hàng tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt trước Đà Nẵng, chưa thể làm đầu tàu cho toàn đội trong bối cảnh mà chủ nhà dựa cả vào Trường. Minh Phương Huỳnh Đức nhận bằng tốt nghiệp AFC Pro. Năm huấn luyện viên gồm Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Minh Phương và Lê Huỳnh Đức đã tốt nghiệp và được cấp bằng AFC Pro, tương đương bằng cấp cao nhất trên thế giới hiện nay. U19 Việt Nam sang Anh tập huấn. 22:30 tối nay, tuyển U19 Việt Nam sẽ về tới Việt Nam. Các cầu thủ sau đó được trả về câu lạc bộ và sẽ tập trung trở lại vào ngày 15 tháng 5 để chuẩn bị thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Indonesia. Từ ngày 1 tháng 7 đến 14 tháng 7, dự kiến trước khi tham dự đấu trường khu vực, đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu khoảng 3 trận tại Quảng Châu, Trung Quốc. Với tính chất quan trọng về chuyên môn ở giai đoạn cuối để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ được VFF tăng cường đầu tư với 2 chuyến tập huấn nước ngoài. Nếu không có gì thay đổi, đội sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu tại Anh vào trung tuần tháng 9, sau đó tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản vào đầu tháng 10 trước khi di chuyển sang Indonesia để tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.